Hello, hello, xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang. Hôm nay em xin giới thiệu đến cô chú, anh chị và các bạn lô bông trang đỏ thái bụi. Đây là những cây đang nằm ở chậu. Em quay cái chậu chính xác cho cô chú, anh chị xem. Cây đang nằm ở chậu 8. Đây, đây là em đi số lượng lớn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua số lượng lớn đặt hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của shop em là 0911643600 ạ. Hoặc là gọi kết bạn Zalo để đặt hàng ạ. Bông trang thái đỏ bụi này là mình trồng hàng rào để dưỡng, để uống những con thú là tuyệt vời luôn nha cô chú anh chị. Đây là lô này là em ưu tiên số lượng lớn ạ. Số lượng lớn là có ưu đãi ạ. Rồi, có một cây ảnh đang ra bông. Đây là màu đỏ không ạ?